Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc, thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022. Giải 7, các vé tận cùng mang số 8, 9, 5, 4, 3, 0, 9, 4. Giải 6, các vé tận cùng mang số 1, 6, 5, 9, 5, 3, 7, 9, 2. Giải 5, các vé tận cùng mang số 4902, 2783, 5067, 3912, 3989, 6361. Giải 4, các vé tận cùng mang số 1292, 5744, 5801, 5195. Giải 3, các vé tận cùng mang số 39485, 23576, 84647, 62012, 82227, 09364. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 24895, 21880. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 78852. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 38522. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 12HB, 13HB, 15HB, 17HB, 18HB, 1HB, 3HB, 8HB.